Xin chào tất cả các bạn. Hiện trên tay mình đang là chiếc Philips E130. Đây là một cái máy thuộc dòng máy cơ bản của Philips, vừa mới có hàng tại máy nguyên. Ở bên trái hộp thì các bạn cũng có thể thấy những cái thông tin chính của hộp, như là những cái phụ kiện kèm theo. Ở bên phải là những cái tính năng chính của cái điện thoại này, như chúng ta có cái máy hỗ trợ 2 SIM với cái khả năng chụp ảnh, phát nhạc MP3. Chúng ta có thể sử dụng cả FM radio. Và cuối cùng thì máy này còn hỗ trợ thêm cả cái khả năng Bluetooth. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn xem những phụ kiện kèm theo cái Philips E130 này. Đây là cái Philips E130 của chúng ta. Máy rất là nhỏ gọn. Rồi mình sẽ nói về cái máy này sau đó các bạn. Ở trong hộp thì chúng ta có một số những cái phụ kiện kèm theo. Như ở đây mình có một viên pin của Philips. Thì cái viên pin này có dung lượng là 800 mAh. Đây, dung lượng này 800 mAh. Tiếp theo thì trong hộp chúng ta có một số những phụ kiện khác. Như đây chúng ta có một adapter sạc của Philips, một cáp micro USB để chúng ta có thể kết nối với điện thoại chúng ta sạc cho nó. Tiếp theo thì rất là hay, Philips tặng cho chúng ta một cái tai nghe stereo. Và các bạn có thể sử dụng cái tai nghe này để chúng ta có thể nghe nhạc cũng như dùng để đàm thoại. Có mic cho này luôn. Đây, có cái nút để chúng ta có thể nhận cuộc gọi. Và cuối cùng trong hộp thì chúng ta có cảm năng sử dụng của người dùng cũng như cái phiếu bảo hành của Philips. Và như vậy, đây là tất cả những phụ kiện kèm theo cái Philips E130, một cái mẫu máy cơ bản mới của Philips. Và đây trên tay mình là chiếc Philips E130. Thì các bạn cũng có thể thấy cái dáng ngoài của nó rất là nhỏ gọn. Đây, mình cầm rất là vừa vặn trong tay. Nó không có lớn như cái máy Philips dành cho người lớn tuổi kia mà mình đã có từng giới thiệu với các bạn. Thì phía trước chúng ta có một cái màn hình được bao quanh bằng cái phần ngoài nó làm khá là cong. Ở phía dưới thì là cái phần bàn phím rất là quen thuộc của những cái dòng máy T9 và những cái phím này bấm rất là tốt. Đây, mình mở khóa ra. Rồi. Rồi, 1, 2, 3, 4. Những cái phím này bấm rất là tốt. Rất là nhạy. Ở phía trong thì các bạn cũng có thể thấy chúng ta có cái giao diện với cái đồng hồ rất là lớn, ngày tháng ở đây, menu và danh bạ. Ở phía trên là cái cột sóng cũng như cái icon pin. Ở phía sau chúng ta có cái camera lo ngoài, một cái cụm lo ngoài rất là dài với cái logo Philips được in khá là sần ở đây. Ở phía trên thì chúng ta có cái jack cắm tai nghe 3.5 cũng như một cái đèn pin để chúng ta có thể sử dụng vào ban đêm. Ở đây thì còn có thêm cái cổng micro USB ở bên cạnh trái của máy. Còn lại thì những cái cạnh khác, như ở cạnh dưới chúng ta chỉ có cái micro thoại thôi, còn cạnh phải thì không có gì cả. Các cạnh của cái Philips E130 thì được Philips sử dụng những cái hoa văn sọc vàng như thế này, nó sọc vàng nó chạy quanh cái máy, nó làm cho cái máy này cũng khá là đẹp. Rồi giờ mình sẽ thử một số những chức năng ở phía trong máy để các bạn xem cái khả năng như thế nào. Trước tiên thì mình sẽ vào cái phần camera của máy, mình sẽ chụp thử một cái vật nào đó. Như ở đây mình có một cục sạc, mình sẽ chụp thử. Đây, hình ảnh thu vào rất là nhanh. Và đó thì mình sẽ vào trong cái phần âm nhạc của máy, mình thử cái khả năng phát bằng loa ngoài. Giờ sẽ vào trong cái phần tùy chọn để mở thử phần nhạc chuông. Đây là phần âm lượng chuông của máy rất là lớn. Mình sẽ mở lại các bạn xem. Này, nó rất là lớn. Thì tất nhiên với cái loa ngoài như thế này thì các bạn sẽ không có bị bỏ lỡ những cái cuộc gọi hay là tin nhắn. Thì cái giao diện ở bên trong cũng được Philips làm là nó khá là tươi trẻ, sáng. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Trong cái phần cài đặt thì chúng ta cũng có những cái cài đặt thông thường như SIM kép, cấu hình hay là cuộc gọi hiển thị. Các bạn vẫn có thể thay được hình nền cho cái điện thoại này. Đây chúng ta có thể thay hình nền tĩnh hay là nhiều tranh ảnh chúng ta có thể chụp được. Rất là hay. Thì với cái mức giá là 390.000 thì đây là chiếc điện thoại hướng tới những người dùng tìm kiếm cho mình một chiếc điện thoại backup hỗ trợ 2 SIM với cái khả năng sử dụng lâu cũng như cái loa ngoài lớn để chúng ta có thể giải trí trong những giờ phút thư giãn của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.